Xin chào, chào mừng mọi người đến với kênh audio Chuyện Đông Hua. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới, tập 262, tứ đỉnh quy tụ, nguyên tôn chiến các chủ cửu vực thiên thần các. Tiêu viêm vốn đã mang thương thế trên người, lúc này lại một lần nữa bị trọng thương, huyết nhục trên thân thể bắt đầu mơ hồ, khí tức cũng cũng ảm đạm trong nháy mắt. Lúc này, kim quang quanh thân vừa rồi cũng thu vào trong cơ thể, thực lực của tiêu viêm cũng từ thất trọng thiên vị thần đỉnh phong trở về ngũ trọng thiên vị thần đỉnh phong ha ha tiểu tử còn không chịu nổi một kích cỗ lực lượng vừa rồi sao không thi triển ra nữa hay là không thể nào thi triển lần nữa thiên ngục chi chủ thấy bản thân lão đã nắm trong tay toàn cục liền lộ ra nụ cười âm hiểm tiêu viêm che lại vết thương huyết dịch vẫn không ngừng chảy ra trong miệng ánh mắt cũng trở nên mơ hồ trải qua trận chiến này dường như hắn đã đạt đến cực hạn đối mặt với thiên ngục chi chủ có thực lực bán đạo thần căn bản không cách nào có thể chống đỡ nổi. vì vậy, tiêu viêm cũng đã đưa ra quyết định sau cùng. tiêu huynh cũng không biết từ lúc nào, ngục hồn thể của lâm động và mục trần đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tiêu viêm. bọn họ nhìn thương thế quanh thân tiêu viêm, biết là hắn đã đạt đến cực hạn, có thể dưới công kích của một vị bán đạo thần mà không vẫn lạc ngay tại chỗ, đã là chuyện không có khả năng. nhưng chuyện không có khả năng ấy lại diễn biến trên người tiêu viêm. lâm huynh, mục trần, ta đã nói nhất định sẽ đưa các ngươi trở ra ngoài hiện tại muốn thực sự đưa được các ngươi ra ngoài, nhất định phải hủy đi liên kết giữa các ngươi với ngục tâm kia. Lúc tiêu viêm nhìn qua lâm động và mục trần, trên khuôn mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười hy vọng, tựa như tất cả những chuyện này vẫn còn chưa đến mức tồi tệ không thể cứu vãn. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Đôi mắt tiêu viêm cũng hơi khép hở lại, cũng bất ngờ trong tay hắn lại cầm một vật, vật đó tỏa ra kim quang, nhìn kỹ, thì ra một có hình dạng kim long tinh xảo, đồng thời, trên đó còn tỏa ra một cỗ khí tức cực kỳ đặc thù khiến người ta phải sinh lòng kiêng kỵ. Thiên nguyên lệnh, hiện tại không còn cách nào khác, cần nguyên tôn tiền bối xuất hiện. Vốn dĩ, tiêu viêm cũng không muốn đưa ra quyết định như vậy, nhưng với thực lực hiện tại của hắn muốn chống lại bán đạo thần, căn bản không có khả năng xoay chuyển tình thế, vì để chắc chắn cứu được lâm động và mục trần, cũng như thoát ly rằng bột của ngục tâm, tiêu viêm chỉ có thể lấy ra con ác chủ bài cuối cùng này. Khi vật có hình dạng kim long tỏa ra kim quang xuất hiện, cỗ lực lượng đặc thù trong đó trực tiếp xông thẳng vào cơ thể tiêu viêm, lập tức khiến thần lực của bản thân hắn càng thêm tinh thuần hơn một phần, thần nguyên chi khí vừa rồi bị rút cạn, tựa hồ bắt đầu khôi phục, nhưng đây là vì sao? Thiên ngục chi chủ trên hư không với ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm ba người tiêu viêm, lâm động, mục trần, một tay cũng vươn ra, một cỗ khí thế khủng bố từ trên cao nhìn xuống, bao phủ lên ba người bọn họ. Hơn nữa, bên trên không gian này, một đạo cự trưởng hắc ám được ngưng tụ từ đạo pháp huyền diệu, trực tiếp bộc phát ra lực lượng khủng bố, Cỗ lực lượng kia có thể khiến cho tất cả thiên vị thần cũng phải run sợ, đều cảm nhận được khí tức tử vong lẫn sự tuyệt vọng tràn ngập tâm can. Xem ra lần này xuất thủ, thiên ngục chi chủ cũng không hề lưu lại thực lực, chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt ba người Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần trước mắt. Vừa xuất thủ liền thi triển ra lực lượng đạo pháp khủng bố, bao phủ về phía ba người bọn họ. Không gian xung quanh đất toác sớm đã biến thành hư vô, cỗ khí tức nguy hiểm cũng bao trùm lên ba người bọn họ, bất luận là ai cũng không thể sống sót dưới một kích này mà lúc này lâm động và mục trần cũng không hề lộ ra vẻ mặt sợ hãi bởi vì bọn họ đều tin tưởng vào tiêu viêm lúc ánh mắt bọn họ nhìn về phía tiêu viêm nét mặt của hắn lại có chút bình tĩnh tựa như không hề quan tâm đến chiều thức công kích của đối phương ngay tại thời khắc này tiêu viêm nhẹ nhàng bóp nát thiên nguyên lệnh trong tay theo âm thanh vỡ vụn những mảnh vỡ của vật có hình dạng kim long trên không trung hóa thành ngàn vạn quang điểm trong nháy mắt một trận pháp kim sắc khổng lồ ở chung quanh ba người bọn họ phát động vô hạn trên trận pháp vạn trượng quang mang Xông thẳng lên không trung, trực tiếp ngăn chặn đạo pháp chi lực khủng bố của Thiên Ngục chi chủ, lúc này, sắc mặt của Thiên Ngục chi chủ cũng biến đổi, không ngờ Tiêu Viêm vẫn còn ẩn giấu hậu chiêu, hơn nữa, lại có thể dễ dàng ngăn chặn chiêu này của lão, điều này làm sao có thể? Trong lúc Thiên Ngục chi chủ chấn kinh, hai mắt Tiêu Viêm vẫn nhắm chặt, nhưng lúc này hắn lại tiến vào một không gian kỳ diệu. Không gian ở đây hiện ra kim sắc, một phương không gian này cũng cực kỳ rộng lớn, căn bản không nhìn thấy bờ bến, khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô cùng tiêu viêm lúc này cũng kiềm chế lại nội tâm sợ hãi quan sát cẩn thận liền phát hiện tại không gian này dường như có cỗ lực lượng đặc thù khác nó tràn đầy huyền ảo thần bí khoảnh khắc tiếp theo tiêu viêm cảm thấy hắn như đã nhìn thấy biên giới của không gian này ngay khi trong tâm trí tiêu viêm vừa nghĩ ra như vậy thân hình của hắn liền xuất hiện ở biên giới của một khu vực khác chuyện này tiêu viêm cũng hơi giữ người không phải đây là ảo giác của hắn chứ nội tâm tiêu viêm nảy sinh một ý niệm đơn giản biên giới của không gian liền hiện ra trước mắt hắn đồng thời hắn cũng cảm nhận được không gian này tràn ngập một loại năng lượng đặc thù vô cùng cường đại có lực lượng đặc thù này tự hồ đang không ngừng biến động quy tắc khó lòng mà dự đoán lượng năng lượng bàng bạc này thậm chí còn vượt qua tổng mức năng lượng của một phương thần giới nhưng tiêu viêm lại kinh ngạc phát hiện ra những năng lượng này hắn chỉ có thể nhìn mà không thể có được điều này cũng khiến cho hắn thấy khó lý giải trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc đây rốt cuộc là loại lực lượng gì tại sao lại có năng lượng bàng bạc như vậy nhưng không ai có thể có được nó không gian thần bí này thực sự khác sâu trong tâm trí tiêu viêm quả thật đây là điều mà hắn khó suy nghĩ bản luận ra nhất từ trước tới nay ầm uhm. tiếng nổ cực lớn vang lên quang mang từ phía chiếu sáng cả thiên địa sau đó mọi thứ đều trở lại yên tĩnh ba người tiêu viêm lâm động mục trần vẫn an toàn đứng nguyên tại chỗ ba người bọn họ đều có một loại cảm giác như trải qua một giấc mộng bọn họ kinh ngạc vật vàng kim trong tay tiêu viêm vừa rồi lại có lực lượng cường đại như vậy không đúng cỗ khí tức này. Biểu cảm của Thiên Ngục chi chủ cũng đại biến, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không gian bên trên, tại đó đã xảy ra sự biến đổi không gian. Đột nhiên, trong toàn bộ thế giới Thiên Ngục này tựa hồ có tiếng sấm nổ vang lên, sau đó tỏa ra kim sắc quang mang vô biên vô hạn huyền ảo, đại đạo chi thế từ trong không gian biến đổi kia quét sạch mà ra, thanh thế kia quả thật khủng bố tuyệt luân, không thể hình dung. Thậm chí, ngay cả tử khí quỷ dị trong Thiên Ngục này dưới uy thế của đại đạo kim quang huyền ảo vực này cũng bị thôn vệ nhanh chóng vút vút tựa hồ có đạo lưu tinh tỏa ra kim quang huyền ảo xuyên thấu qua không gian nơi này và ầm ầm rơi xuống uy thế của đại đạo kim quang huyền ảo nhanh chóng tuôn trào ánh mắt của tiêu viêm lâm động mục trần cũng nhìn chừng chừng vào vật kia tại kim quang tựa hồ có thanh âm long ngâm nguyên thủy cổ lão đột nhiên vang vọng tại mỗi một ngóc ngách của thế giới thiên ngục này trong kim quang chi trụ liền có một vật bay ra nhắm thẳng vào trong hư không các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua, khi vật kia tỏa ra thần quang đại đạo, dù là cường giả bán đạo thần hiện diện, chỉ sợ cũng không có dũng khí nhìn thẳng, thần quang bao phủ thiên địa, thiên ngục chi chủ sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng vận chuyển lực lượng đạo Pháp, sợ sẽ bị thần quang kia đánh cho bị thương. Bên trong đó, dường như là một đoạn thần bút kim sắc ước chừng dài khoảng một trượng, tỏa ra đại đạo chí nồng hậu, trong lúc vật đó xuất hiện, cả thiên ngục như vang lên âm thanh long ngâm từ thừa thiên địa sơ khai cảnh tượng đột ngột như vậy khiến thiên ngục chi chủ lộ ra vẻ kinh hãi cầm lên thiên nguyên bút nguyên tôn theo thần bút kim sắc dần dần hóa thành thuần kim sắc thực chất tựa như được tạo thành hoàng kim bên trong ẩn ẩn hiện lên huyết ti một cỗ khí tức sinh mệnh cường đại từ thiên nguyên bút cũng xuất hiện ra giờ khắc này thần sắc cả ba người tiêu viêm lâm động và mục trần đều mang vẻ mặt chấn động tột độ ánh mắt nhìn chằm chằm không rời dù chỉ một khắc nhìn vào thiên nguyên bút trên không trung thanh âm long ngâm nguyên thủy từ thiên nguyên bút phát ra mang theo uy thế đại đạo, kim quang tứ tán, bao phủ và nghiền nát khí tức tử vong quỷ dị trong toàn bộ thiên ngục. Biến cố bất tình lình như vậy cũng khiến cho thiên ngục chi chủ hoàn toàn chấn động, thậm chí nội tâm của lão còn e ngại đạo kim quang kia. Lão đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào một chỗ hư không nào đó với vẻ mặt kinh hãi. Vào lúc nào, không gian nơi đó bị xé rách ra, khí tức đại đạo vô cùng vô tận từ bên trong đó tràn ra. Cỗ khí tức này đã không còn là bán đạo, mà chân chính là đại đạo hoàn chỉnh trong đại trụ tỏa ra một loại cảm giác nguy hiểm thần thánh và huyền ảo, khiến người ta tuyệt vọng. Sau khi kim quang tiêu tán, một thân hình thon dài chậm rãi bước ra, mỗi bước chân của hắn như khiến cho cả không gian chấn động, tựa như không thể chịu đựng nổi sự dáng lâm của hắn. Nam tử thân mang y bào hắc kim sắc, thân hình thon dài, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bên ngoài thân thể có kim khí tỏa ra, long khí quấn quanh thân, long ngâm chấn thiên địa, khí vận đại đạo tỏa ra, dẫn động dị tượng thiên địa, cùng thiên địa đồng quang, nhiệt nguyệt đồng thọ từ xa nhìn lại, tựa như một vị chủ thần trưởng khống đại đạo chi pháp, tràn ngập uy áp đáng sợ khó tả. có thể lâm động vào mục trần không biết người này là ai. nhưng tiêu viêm rõ ràng biết, người này chính là nhân vật đại truyền kỳ trong chư thần vạn giới, cung chủ thần nguyên cung nguyên tôn. tiêu viêm tử huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. thân hình nguyên tôn đứng giữa hư không, viêm cười nói với tiêu viêm, nguyên tôn tiền bối, thực lực hiện tại của tiêu viêm so với nguyên tôn quả thực cách biệt một trời một vực. tuy nhiên, hôm nay gặp phải sự tình khó khăn hắn đã không thể nào dựa vào thực lực của bản thân để chống lại, chỉ có thể lấy ra lá bài tẩy cuối cùng này. Đại nhân vật trước mặt này, không phải ai cũng có thể mời đến được, phải biết, trong đệ nhất thế giới này, cung chủ thần Nguyên Cung, Nguyên Tôn, chính là tồn tại đại truyền kỳ trong thần giới, là nhân vật tại truyền kỳ đỉnh phong chân chính trong đệ nhất thế giới. Hơn nữa, thần Nguyên Cung do hắn sáng lập nên, thời gian chỉ vẹn vẹn vài nghìn năm đã vượt qua vô số thế lực siêu thần, trở thành thế lực siêu quần trong chư thần vạn giới, với nội tình thực lực, so với những thế lực sư thần đỉnh phong có truyền thừa lâu đời cũng không hề kém cạnh. Đại diện đứng đầu của vạn giới thần châu, nhất cung, nhất phủ, nhất thần tháp, nhất liên minh, trong đó, nhất cung cũng chính là thần nguyên cung. Nay cung chủ thần nguyên cung hiện thân, cho dù là thiên ngục chi chủ, chỉ sợ cũng không còn bất kỳ biện pháp nào để đối kháng nữa. Cho dù cao tầng liên minh thần trích có cùng nhau hiện thân, có vị đại truyền kỳ của thần giới này ở đây, e là cũng không có chuyện gì to tát. Vốn dĩ tử khí quỷ dị bao trùm tràn ngập mọi ngóc ngách thiên ngục, nhưng sau khi Nguyên Tôn hiện thân, từ khí quỷ dị phô thiên cái địa đã nhanh chóng tiêu tán, liên tiếp bị áp chế từng chút một. Hắn chính là Nguyên Tôn, không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này Lâm Động và Mục Trần cũng bị chấn động, thì ra vị nam tử xuất hiện trước mặt này chính là Nguyên Tôn, mà năm đó Thiên Tà thần ở vực ngoại, ngoại giới thiên chủ cùng với tên Thiên thần khi trở lại đã nhắc tới vị Nguyên Tôn kia. Nhìn thấy ánh mắt rất đỗi kinh ngạc của Lâm Động và Mục Trần đang nhìn về phía mình, Nguyên Tôn cũng nghiêng đầu nhìn bọn họ, nói: lần trước ta gặp hai người các ngươi là ở vô lượng thần uyên không ngờ hôm nay thân thể của hai người lại bị hủy chỉ còn lại một hồn thể bị bọn chúng luyện hóa tuy nhiên khí tức trên người hai ngươi ngược lại vô cùng đặc biệt tổ phù nguyên thủy pháp thân ngày sau chỉ cần kích hoạt triệt để lực lượng thần vật mà hai người các ngươi tu luyện hai người cũng sẽ trở thành nhân vật rất lợi hại nguyên tôn vừa nhìn thấy lâm động và mục trần liền tán dương bọn họ xem ra trong mắt hắn thiên phú của lâm động và mục trần cũng không thua kém gì tiêu viêm chỉ là Hiện tại bọn họ đã bị luyện hóa thành ngục hồn thể, bọn hắn căn bản không thể khôi phục tiềm lực. Tiểu Bối Lâm Động, Vãn Bối Mục Trần, bái kiến Nguyên Tôn tiền bối. Rất nhanh, Lâm Động và Mục Trần liền chắp tay cung kính với nam tử trước mặt, dù sao thực lực của đối phương đã đạt tới lĩnh vực thần cảnh siêu việt thiên vị thần, đại năng như vậy là tồn tại mà bọn họ không thể bì kịp. Ha ha, không cần đa lễ, ở trên người các ngươi, ta cũng nhìn thấy thiên phú chiến lực phi thường cường đại, ngày sau hy vọng ta sẽ được nhìn thấy hai người các ngươi trưởng thành phi phàm chuyện kế tiếp thì giao cho ta đi nguyên tôn cười nói đối với lâm động và mục trần hắn cũng vô cùng coi trọng dù sao hắn cũng nhìn thấy trên thân ba người tiêu viêm lâm động mục trần đều có lực lượng bất đồng nhưng không hề tầm thường chỉ cần bọn họ có thể vận dụng hoàn hảo lực lượng này như vậy ngày sau việc đặt chân vào lĩnh vực chủ thần cũng không phải vấn đề tiêu viêm tiểu huynh đệ vấn đề của người ta đã biết để ta giải quyết xong phiền phức trước mắt ta sẽ nghĩ biện pháp cứu triệt để hai vị huynh đệ của ngươi. Nhìn thấy thân hình nguyên tôn, tiêu viêm, lâm động, mục trần đều có một loại cảm giác an toàn vô cùng, thậm chí, có một đoạn khoảnh khắc nào đó của kỳ nguyên thời không, cảm giác giữa bốn bọn họ lại có một chút quen thuộc với nhau. Nguyên tôn xuất hiện, đã cứu ba người tiêu viêm, lâm động, mục trần từ trong tử vong thoát ra lần nữa. Tuy nhiên, thiên ngục chi chủ cách đó không xa lại không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lão ta quả thực nhận ra và đã được chứng kiến thực lực của vị nguyên tôn này. Vì vậy, Lão ta căn bản hiện giờ không có bất kỳ thực lực nào để chống lại, bán đạo thần tuy cường đại, nhưng trước mặt một vị đại đạo chủ thần chân chính thì lại trở nên vô cùng nhỏ bé. "Đã lâu không gặp, ta nên gọi người là Thiên Ngục chi chủ, hay là các chủ cửu vực thiên thần các?" Lời nguyên tôn vừa thốt ra, khiến cho Tiêu Viêm bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. "Các chủ, các chủ cửu vực thiên thần các, lẽ nào Thiên Ngục chi chủ trước mặt chính là các chủ thần bí kia? Ở trong cửu vực thiên thần các, vị các chủ thần bí này chưa bao giờ lộ diện." cũng không quản lý bất kỳ sự việc gì của Cửu vực Thiên Thần Các, bởi vì mọi sự việc của Cửu vực Thiên Thần Các đều do phó các chủ Thiên Long quản lý toàn bộ.